Linh thì có rất nhiều phần mềm chỉnh ảnh. Hôm nay thì để Linh giới thiệu cho mọi người cách chỉnh cái màu ảnh như là bức hình vừa rồi, thì Linh sẽ dùng VSO và Linh chọn cái bức hình mà Linh mong muốn. Đầu tiên thì bạn mở bức hình đó ra và chọn cái màu là màu C7. Mọi người có thể dễ dàng mua được cái bộ full màu này ở trên mạng với giá 20.000, 30.000 hoặc có thể mua trực tiếp. Sau đó thì mọi người kéo sáng lên bằng cách là kéo expo lên một chút xíu cho bức hình sáng hơn. Rồi tiếp đến mình chọn đến contrast là cái độ tương phản và mình cũng tăng độ tương phản của bức ảnh. Ngoài ra thì mọi người có thể tăng thêm clarify và sharpen để cho bức ảnh nó thêm sắc nét. Những bức hình như thế này thì Linh thường hay tăng cả cái phần shadow là cái phần bóng tối của bức ảnh và cả phần highlight để cho bức ảnh nó có cái độ tương phản sắc nét hơn. Cuối cùng là skin tone thì mọi người có thể thấy là mình kéo xuống dưới thì skin tone nó mờ đi, còn kéo sang phải thì skin tone nó sẽ gọi là đậm hơn, trông người nó có vẻ tanning hơn. Thì hiện tại Linh đang thích cái màu như vậy nên sẽ kéo skin tone lên một chút xíu. Rồi, bây giờ thì mọi người có thể lưu bức hình này lại và mình chuẩn bị chuyển sang cái app thứ hai là app Facetoon. App này là cái app mà Linh vẫn thường dùng để coi như là điều chỉnh cái cơ thể mình, body nóng bỏng các kiểu ở cái app này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở app Facetoon ra và chọn bức hình mà mình vừa mới chỉnh màu. Đầu tiên thì Linh sẽ dùng cái tool là tool reshape và chọn refine để có thể điều chỉnh được lại tỷ lệ trên khuôn mặt mình, đẩy lại cằm. Linh bị cằm hai ngấn ấy thì Linh sẽ điều chỉnh lại cằm. Còn cái tool bên cạnh thì sẽ chỉnh nó khó hơn một chút xíu. Mọi người nên dùng cái refine này thì chỉnh hơn, dễ hơn rất là nhiều. Nó sẽ không ảnh hưởng những cái vùng xung quanh đó. Rồi, chỉnh cằm xong thì mình làm cho tay to lên tí, ngực to lên tí, bụng sáu múi lại tí. Đó, thì nói chung là cái này là cái Tinh thấy là chỉnh nó rất là detail, vì mọi người thấy là mình có thể zoom sát đến tận từng pixel một để có thể điều chỉnh lại. Thế nên là bỏ ra một chút tiền thôi, nhưng mà chắc chắn rằng là hiệu quả về chỉnh ảnh nó sẽ chi tiết và đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, mình lưu tất cả những cái mà mình vừa mới điều chỉnh xong. Và tiếp theo Linh dùng cái tool smooth hình giọt nước để có thể một lần nữa là làm mịn lại da của mình, làm mịn những cái vùng da mình mong muốn đều màu hơn, mịn màng hơn. Rồi, mọi người kéo nhẹ nhẹ thôi, đừng có miết nhiều quá thì nó sẽ bị ảo quá, nó không thật đấy. Rồi, sau khi mà làm mịn xong thì Linh dùng cái tool tiếp theo là tool detail, là làm sắc nét. Linh dùng cái tool này để Linh làm sắc nét ở những cái điểm trên khuôn mặt như là lông mi, lông mày, rồi là tóc, rồi là kính, môi. Bởi vì tránh là khi mình dùng smooth ấy, nó có thể làm mờ những cái vùng này. Tuy nhiên là lông mi hơi đậm quá thôi, Linh sẽ lấy cái hình cái tẩy để Linh chỉnh lại. Người lưu bức hình này lại và mở cái app thứ ba là cái app Snapseed ra. Đây là một cái app vô cùng kỳ thú. Mọi người mở cái bức hình mình vừa mới chỉnh xong. Đầu tiên thì Linh sẽ crop lại tấm hình này để cắt bỏ đi cái phần bụng phệ của Linh. Rồi, Linh sẽ crop lại làm sao để tránh những cái cây cỏ đằng sau lưng của Linh lên. Rồi, Linh sẽ crop hình vuông luôn nha mọi người, bởi vì Linh sẽ post lên Instagram mà. Rồi, sau khi mà chọn được hình crop xong, mình tiếp tục với cái tool tiếp theo là cái tool Healing. Cái tool này là cái tool mà giúp bạn xóa đi những cái thứ không mong muốn trong bức hình. Đó, mọi người thấy chưa? Linh có thể xóa được cái dù cho một tích tắc và cả đám cây nữa. Đó, bức hình đã trời quang mới tạnh hơn rất là nhiều. Rồi, mà mình tiếp tục với cái tool là cái tool Image để chỉnh màu. Với bức hình này, sau khi Linh chỉnh bằng một C7 xong thì Linh thường tăng sáng lên một chút xíu, tăng ambient là môi trường lên để cho bức hình nó kéo sang bên phải, để cho bức hình nó thêm sắc nét và trông nó hoạt, gọi là gì nhỉ, nó sống động hơn. Rồi, mình có thể tăng thêm một chút xíu với cái phần shadow và phần highlight. Sorry mọi người là vừa thoát ra đó. Mình có thể tăng highlight lên một chút xíu và shadow lên một chút xíu nữa. Đó, Linh thường chỉnh như vậy. Rồi, mọi người có thể nhìn Linh đang chỉnh rất là chậm rãi. Đây, bây giờ đến mục kỳ thú nhất. Đó là mọi người dùng cái tool detail để mọi người tăng lại detail với cả sharpen lên. Và cuối cùng là dùng cái tool expand. Cái tool này là một tool rất tuyệt vời. Khi bức hình của bạn mà nó có cái độ hình ảnh ở bốn khung viền nó giống nhau ấy, mọi người chỉ việc kéo nó ra thôi là nó sẽ làm rộng bức hình của mình ra và cũng rất là tự nhiên.
Mọi người thấy chưa? Trời cao biển rộng hơn rất là nhiều. Đó. Rồi mình chỉ việc lưu bức hình này lại, rồi và post lên trên Instagram để sống ảo. Thật ra thì mọi người gặp Linh ở ngoài, mọi người cứ chê là ôi chả hiểu sao mà lắm follow, lắm người quan tâm thế mà chả đẹp gì cả. Thực ra chỉnh ảnh giỏi cũng là một tài năng mà, đúng không? Đó, thì Linh mong rằng video clip này của Linh sẽ giúp đỡ mọi người có thể chỉnh ảnh đẹp hơn và có thêm nhiều cái lựa chọn khi chỉnh ảnh của mình để post lên Instagram. Và Linh mong rằng mọi người sẽ like và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn tất cả mọi người.